Chuyển sang phần dự báo thời tiết. Chào chị Hồng Quyên ạ, thời tiết ngày đầu tuần ở Nam Bộ có gì đáng chú ý không chị? Dạ, xin chào quý vị khán giả. Ở khu vực Nam Bộ thì dự báo sẽ có một ngày đầu tuần ít mưa, nắng nhiều. Lúc này thì ngoài trời khá là mát mẻ, mức nhiệt phổ biến toàn miền là khoảng từ 23 đến 26 độ. Trời nhiều mây, lại còn có sương mù nhẹ nữa. Nhưng mà sau khoảng đến 1 đến 2 tiếng nữa thôi, trời sẽ bắt đầu có nắng nhiều hơn, khiến cho nhiệt độ cũng sẽ tăng dần. Cảm giác mát mẻ như thế này cũng bắt đầu sẽ chuyển dần sang nóng hơn. Nơi mà cảm nhận rõ cái nóng nhất là ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ phổ biến toàn miền trong ngưỡng là từ 33 đến 34 độ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ cũng có một vài nơi có mức nhiệt 33 độ như là Mỹ Tho, Vĩnh Long và Cần Thơ. Còn lại các nơi khác phổ biến trong ngưỡng là 31 đến 32 độ. Nắng nhiều thì cũng khiến cho chỉ số tia cực tím ngày hôm nay ở tại Nam Bộ ở mức gây hại cho sức khỏe. Dự báo là chỉ số tia UV ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau từ mức 7 đến ngưỡng 8. Chỉ số UV cao như thế này thì chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng khoảng 30 phút trở lên thôi là phần da và mắt của chúng ta sẽ dễ bị tổn thương. Vì vậy, để phòng tránh tác hại từ tia UV thì quý vị nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian là từ 12 cho tới 14 giờ. Và ngoài ra thì quý vị cũng cần dùng thêm các biện pháp chống nắng khác. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cảnh báo mưa dông có thể kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Gió khoảng cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn vùng biển Kiên Giang xuống Cà Mau cảnh báo mưa dông có thể kèm theo lốc xoáy, gió khoảng cấp 4 đến cấp 5 và trong mưa dông cũng làm cho tầm nhìn giảm xuống còn từ 4 đến 10 km.